Sáng nay ngày 6 tháng 9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp với đồn biên phòng Tân Hạ của tỉnh Tây Ninh đã tổ chức đón một gia đình 4 người về lại buôn làng sau nhiều tháng vượt biên sang Thái Lan lưu lạc khổ cực nơi đất khách. Đó là gia đình anh Yijin Nie, 35 tuổi, ở buôn Sình Bê, xã Ederong, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, ngày 16 tháng 5, anh Yijin bị một số kẻ xấu lưu vong ở Thái Lan gọi điện thoại về lừa mị, xúi dục anh vượt biên sang Thái Lan để hưởng cuộc sống giàu sang. Vì nhẹ dạ cả tin nên Yijin đã bán tài sản được hơn 20 triệu đồng, rồi dẫn vợ và hai đứa con nhỏ bỏ người thân, bỏ buôn làng tìm đường vượt biên sang Thái. Tuy nhiên sau khi đến nơi, gia đình anh đã bị kẻ xấu lừa lấy hết tiền và phải sống cảnh khổ cực. Sau gần 4 tháng lưu lạc, nay anh đã tìm cách liên hệ với công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk và được cán bộ hướng dẫn và tìm cách giúp gia đình anh về được lại với buôn làng. Em nghe theo gọi là những lời của kẻ xấu xúi dục xuyên tạc sang bên Thái Lan định cư rồi được tái định cư sang được Canada rồi Mỹ có cuộc sống giàu sang sung sướng không như ở nước mình. Em nhẹ dạ lớn tin rồi em bán hết nhà cửa rồi đưa vợ con sang bên đó. Nhưng mà thực tế đến khi sang bên đó thì em mới nhận ra được chẳng có cái gì cả, chẳng có ai hứa hẹn với mình sống một cái cuộc sống gọi là nó khó khăn, nghèo khổ, trọ rồi chỗ ở rồi tự mình đi tìm, rồi làm thì không có chỗ, mình không biết tiếng, còn ăn uống thì không có được đầy đủ thức ăn, bữa có bữa không, nhiều lúc vợ chồng mình rảnh về đi bứt trộm lá mì của người Thái làm thức ăn thay thôi. Nên là em cố gắng liên hệ với công an bên Buôn Hồ, mình nhờ anh em dàn xếp giúp đỡ cho để tạo điều kiện để quay về. Ngay sau khi trở về, gia đình anh Yijin Nie đã được giám đốc công an tỉnh Đắk Lắk đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ một phần kinh phí để gia đình bước đầu ổn định lại cuộc sống. Khi về đến biên giới nước mình thì em thấy cái lá cờ tổ quốc của mình, cảm xúc trong em nó trào dâng, nó mừng, cảm thấy như có một sự sống mới trong mình, nó vui vui đến mức gọi là không diễn tả được. Bên lãnh đạo thì người ta tiếp đón em một cách chu đáo, rồi quan tâm dặn dò em làm ăn, rồi tạo điều kiện cho em được làm lại cuộc đời mình. Theo anh Yijin Nie, gia đình anh là người may mắn vì hiện ở Thái Lan còn nhiều người do nhẹ dạ, ảo tưởng về cuộc sống giàu sang, bỏ buôn làng đi như anh, hiện phải sống cơ cực nơi quê người.